sông bay lắm ma sắc dưới đồng gợi bắc nghi nguy nga bông 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 một dải sang hà âm 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 sóng nghi vô kim xa y biển mặt mặt nước lạ lùng rõ ràng ông mơ thoải chân rung rung nghe ý đẹp cát thường đập đập vai nàng y đôi hồng về tới đêm lạnh lạnh giá
dô hoàng bài biết quạt tệ ta hoàng dô hoàng quay mũi thuyền rồng hoàng dô hoàng thơ bản thân sơn hoàng hoàng dô hoàng thuyền là bên dô hoàng tới bên ông bơi hoàng dô hoàng thuyền đã tới bên ông bơi xin ông gác mái chèo bơi để giúp ông bơi trăng soi mắt mắt tay thiên xót chén rượu đào sân nhất tuần xưa sân nay điện ngọc các cô dâng lời làm lời sức ông hoàng mơ rơi các cô dâng lời sức ông hoàng mơ rơi tay thiên giọt ra chén rượu đào nhìn tuần đã sân hết bề ngọc các cô dâng mời là mời giữa cốc bơ hoàng rơi các cô dâng mời giữa cốc bơ hoàng rơi tình kiếm ra tay xót siêu đào dâng tam tuần chung kinh vua ta độ các cô dâng mời là mời ông hoàng mơ rơi các cô dâng mời sức ông hoàng mơ ông hoàng mơ đã tới nơi.
Bạn đến đây, ông Hoàng Bơ đã tới nơi rồi. Quan Khiêm Hồng Bơ rũ sạch, ông mở cho đời mãi được vinh nghi hoa. Hay chẳng còn nhớ thương ai mà lần khuất đầu nói. Ông Bơ đi thì thơ phú ai mà hồn thơ màu 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 màu. Ông Bơ Hoàng giữ chọn ông Bơ đồ cho ghế của ông phúc lộc đề đã xa chung như thuyền một bên. Ông cho nước xuôi suy một dòng. Bạn đến đây như có thánh chứng minh, có thần tế độ, có kinh cứu khổ Phật dắt tay đi. Đỉnh đèo dốc ngược thang mây qua chùa Yên Tử, ông Hoàng Bơ về đây. Lịch sử bóc được vẻ vàng. Tâm đi họ Hoàng, họ Phan, họ Vũ, con ngày hôm nay nhất tâm điện chữ gì đà. Quan lớn nộp nước đây đất là cái tiền. Mà nhiệm màu phong nguyệt vô biên. Bạn đến ngày hôm nay thế mới giàu, thế mới sang lời ông. Ôi khi xưa ông Bơ Hoàng là người vốn tinh thông minh, ông độ cho gia chung kế họ Hoàng, họ Phạm, họ
bản hội ngày hôm nay được khang lên thọ trường. Ngồi bên khe suối ông mơ đẩy cúc đàn, bồi hồi ông nhớ cảnh bàn chi là tâm thư đỗ phủ hồn bay trong gió. Ốc mơ hoàng này gửi khách tương như khúc mơ hoàng. Thế sự cuộc đời ốc mơ hoàng bay bay rồi lại xóa xóa. Ba chiếc rượu đào cung văn con ông mong ông mơ được mãi ơi bèn. Mà hỡi ai tỉnh sớm trà chưa tịch, phú quý bình hoa chỉ là giấc bóng và mênh mông mênh mông sông hồ bên gành này bên gành gành trang thanh tấp lập lập rộn ràng bản đèn hôm nay tấp tấp mà lập lập rộn ràng khêu đèn tết chữ đón ông hoàng về ngày ngự vui. Lót thanh bên già thuyền dòng dòng ai lấp lấp ma loan loan bên già mười hai ta cô tỷ phú đón hoàng về dưới lạnh lạnh ra mì. Ấy rằng lý như trí dục vô cùng mà xin vua hạ lệnh hoàng lên lên chơi cõi trần đi. Sao ra thanh xa bảo hà nhân ai lên đất bảo hà nếm mùi phong huyền na đó là bao hà cổ tích xưa này y còn truyền. Bắt bắt ba địa
quân cờ biêu lược luận bàn. Giặc chúc mê lại có hai hoàng, hai hoàng đi vào ra. Thank you.
trên bảo hà. Có lắm cảnh vui thay, ông hoàng bày vui với phù sung cùng cỏ cây. Tiết Nguyệt phong thư quan hoàng bảy ngày lấy thơ làm bạn cầm vì say hoàng đố ai biết đường dạ đó đây hương thơm khói tỏa ngút trời bay. Màu hồng hào xuân ni tư vẻ mắt dung dung nhan hoàng tươi tốt, ông bày đẹp khác nào hoa. Kiếm kiếm ông hoàng bày ngài ra giữ sơn hà thay đời thuộc công mi bàn trà hoàng ngự thành nghề đêm hôm nay ngự đồng nghe bốn cung văn chúng con đàn hát nhà thu nhà viên lúc lúc ầm trà. Trà tàu thuốc lá hoàng bảy ngày ưa thích cục ưa thuốc cốc kẹo xìu ốc hoàng ngự giật 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 đi xa. Say tình chăm chăm nước say say lại tình ông hoàng bảy ngày say với non sông chọn tháng ngày lời ông say với lọt sông trọn tháng ngày lời ông tuyết trắng 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 thanh hương thơm cùng gió mát quan hoàng bày mượn cung đàn câu hát gợi hồn xuân. Có cành cây trong thiên gió vang vang tiếng hà say phú say thơ ông bảy gửi đồng về ngày hôm nay say câu hát ông say đờ tháng cầu tình rồi lại say say hoàng nhạc ai lên đất đi à.
xa còn kém xa xa ngô liều phàn xa còn kém xa bảy mươi phần ô xa còn kém xa bảy mươi phần xanh xanh ngã tòa đai a dêu là phủ dêu họ hoàng con họ phạm họ vũ con là người tu nhân là người dày phúc ý a thì mới được theo quan hoàng bảy bảo hà sáng cô liêu hà theo là được theo quan hoàng bảy bảo hà ô theo là được theo quan hoàng bảy bảo hà ai em đi à giờ bao giờ vì đường ông đi chậm linh nghĩ à tình cờ gặp duyên sáng ngô liêu hà duyên đi là gặp duyên đi tình à cờ ô duyên đi là lên duyên lấy chữ gì đã là hơn cả ông mới tâu qua quan nam thảo cục quan bắt đầu số người trần gian lao chém biển ai người hiếu thuận thảo hiền tu nhân thời tích đức ông bảy chép tiền cho rõ ràng có kẻ nào áp ta bao ngược chỉ hai người chẳng trước thời sau nỗi nhầm ông bảy có xa chi đâu sở nguyện thì được mà như ý ông cho sở cầu sẽ được tâm được an linh xóa đời bởi bởi ai mất chữ tâm ma thì tội phải ma lưới rời ông bày bồ khắp ma bốn phương ma chữ tâm mà đành mất ông cho hồn đường mà thoát mà đã lên đường ông bảy thân mà thân này ông lấy chữ tội chữ phúc để mà thân này đừng có khoe mình đã trọn vẹn đủ một trăm phần cây đức mà em thì ông bảy thân sao cho bằng nghề những kẻ bần hàn cây đức mà tươi tốt ông cho vẻ vàng mà sau này
tẩy sạch bụi trần, thanh cao thanh cao mới rồi lại người thần ghế ông thanh cao. Lời ông ôm chữ cương thường treo cao giá ngọc mà chữ công dụng mà tứ đức khuyên kỳ họ phạm họ vũ ngày hôm nay thật vật ta bái tâu quỳ áo hà có quan hoàng bảy ngài về độ trì ngài chức chức a tật 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 tật. Công công đồng đồng ca kế trải chiếu long ma lần hương sông ma gầm ma vóc ma áo màu ra tay mê châu báu hoàng lấy kim ngân đồng đồng đánh ngã bài thầy ông tiên tư cố mê tiên tư cố hồi nhất na kính na tứ thập hồng bạch bạch đình đình chi chi tôm leo bạch bạch thủ ca ly bí tứ xuyên na lục lục nước na gò hoàng cũng ma chơi bạch thủ chi hội chung một số để thật là to lợi ông lên nghi lên thiên đình vui cùng tiến nữ về trần gian đi phụng sự rất rất nguy nga thần tông tông minh pháp nguyện màu độ cho đời huyền nở vinh đi đời đời lệnh đi sai tất mà đi các cô tiên hàng đi cô đào việc ấy mau mau xa đứng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bảy quần đầu vỗ gối ba. Ông móc tiền chuối làm vàng. Nà tiên cô nà ba dâm ba hồ thuốc ma. Thế là vừa ý ông bảy hoàng trên đất sơn la lâm. Trầm tiên vô nạn tư đốt đỉnh nhang trầm ngọn đèn vô vô cho thật tỏ tiêu bầy cần một móc ma tiêu. Dốc một bài bài nguyên ma tiên na vô nạn năm thì vào dốc ma hồ bài bài nguyên ma trẻ xét kẹo lạc thuốc biển thần tiên lai sắc. Tình nếp nhu mì tiên vô đa sáu mì tình tình a nếp nhu mì sân hoàng thì có đi ngựa xám về đến đây ông châm má đồng lưng thắt thai hồng. Tiên cô làm bầy lực lực a thắt đai hầm tại tại a khuya giờ đi cô sách đôi giày để hồ ông. Dân chiếc trường là tiên cô là như dân nga chiếc trường là đôi tay cô trái chút đi trông thật là khéo. Điều điều ái tay cô chim nạc ơi, điều điều ái tay tiếng kêu cô chú chú thổi sao cứ đầy thế lòng hề hoa đầy về tiếng lòng hoa. Cô mười một, cô vào trái chiếu cô lại chia bài. Tổ tôm cùng là bài chắc hoàng chẳng ừ sai một phát nào đấy ông. Tiền cô mười hai, tiền cô mười hai là cô bé đẹp tân nan ấm chuyên ấm chuyên ma bình ngọc đôi tay nhà các cô dân ra đủ mười hai cô đủ mười hai cô hầu hạ ông bảy hoàng cô thổi sáo cô lại mười hai các cô tố nữ hầu giá đôi bên đông rõ ràng. Sinh ra ba vạn sáu hạt này
say cũng người thời không mà say cũng đủ lại ông. Thúa trời đất ông bảy dọc dọc chí anh hùng ông hoàng bảy đúc đúc hạt hồ giáo trong tay chăm 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 dạ không sờn mà thu trời đất ông bảy mở kho tàng vô tận lợi ông ông mở kho tàng vô tận lợi ông. Thiên khai thái phật chén trà thơm ông bảy chân chân trước một đôi phật lao là tài tử khách dài nhân cho bỏ lúc hẹn hò đó của
sư tướng phục binh hiểu vàng con rước rước hoàng về bảo hà tâu đôi huyền quang xe đoàn thanh xa chín ngàn hồ lội miền lang việt thịt ông chín thần ngài chắc ra đàn trùng
kết ra sơ sơ sơ. Tay thiên à, ông chỉ còn lại để bút than chăm mà họ thiên hỏa âu ta. Họ phạm họ vũ con được hưởng thái bình. Ông chỉ cần ngài cử động về giác bút đề thơ, chân ông chỉ cần đi bắt bổ hỏa mấy vần thơ, vần thơ lý đỗ sao kim bổ anh nghe hào. Cô lan để đào đào chim vào ngự đào đào hiến tiểu nghe ba ba la la lời ông. Diệu đào nhất nhất tuần tuần sơ dâng lên bệ ngọc các cô dâng mời là mời giúp ông chim cần rơi á à, rồi giúp ông chim cần rơi. Tay tiên là xót như chén diệu đào dâng nhị tuần ta dâng lên là điện ngọc các cô dâng mời là mời ông hoàng chim a à, sơi giữa hoàng chi sơ. Tay thiên gióng ba chén diều đào tam tuần tuần chúc chúc dâng lên bệ ngọc kịch vua ta mẫu thừa về dân mời là mời giữa ông chim cờn rơi a à, sơi a à, sơi giữa ông chim cờn rơi. Ba quân
thật ngài vì nước vì non chặt 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 cửa bè xem quân bảo cường quyết mở đường cho dân làng quốc quốc thái dựng cơ đồ vạn đại dân cho dân chúng con được hưởng an lành nêu cao khí tiết oai linh ở đời chỉ được dẫu càn công người không không càn đã dẫu mòn những hương sáng còn đi soi bể lan thơm mãi muôn đời cửa cần rộng mở cứu người hiểu sông thác tóc xanh rồi đâu bạc sớm mai chúng con gấp câu sinh hóa ở đời sinh sao cho đáng nên người mới sinh là thành ra hồi nghệ an đức hoàng trấn thủ nghệ an và huyện tiên bảng làm quan đất thủ thần thoáng trăng mi thanh nghệ an có đức thành minh xa đời
Quỳnh bóng hoàng về hôm nay tình bóng hoàng người. Đèn nhang đi sớm đi đăng nhang phủ tờ trong kinh có chữ nam mô. Có chữ nam mô trong kinh có chữ nam mô. A Di Đà Phật Tăng Hoàng vô chất đồng hoàng mười lục chúng thần thông. Bạn thiên đi đón
Diệu đồ đào xin quan hoàng mười ngày nhấp cạn cho say. Trăm hoa giao kết mừng nghỉ ngày, mừng ngày tiền vui mắt mắt để tay tiền xót chén rượu đào. Dâng nước tuần sư dâng lên điện ngọc các o dâng mời là mời dâng hoàng mười rơi, các o dâng mời sức ông hoàng mười rơi. Tay thiên rót ra chén rượu đào nhị tuần nà dâng hết bệ ngọc các cô dâng mời là mời rước quan hoàng mười rơi. Ô rơi rước quan hoàng mười rơi. Quỳnh ngờ tiến tay rót rượu đào dâng tam cần chung kinh vua tạm độ các o dâng mời là mời sẽ ông hoàng mười rơi, các o dâng mời sức ông hoàng mười rơi. Ông hoàng người cũng đem tài tháo lửa
được đỉnh dâng lành sắc dâng thuyền thượng luyện quân hương thiêng ba thương lửa hồng quan hoàng mười người sông pha đất nghe có anh hùng hào kiệt chỉ tiếng qua hoa mới ngày lập liệt từ ngàn xưa cùng bao phen qua hoa mười vùng cướp lấy ngựa phất cờ ra tay gìn giữ cơ đồ dòng sông Lam sóng gỗ sốn đi xa đêm năm nghe gió thổi di sao kinh đô quan hoàng người người giáng ngự có khác nào động có lúc ốc hoa mười ngồi luận bà biết được ốc đem hết tài thao lược ra để hiền dân lệnh sắc dòng quan hoa mười ngày kiệt tướng tiêu quân gươm thiên ba ốc hoa mười ngày sông pha có biết đến thơ quan hoàng người lập bờ nơi mô đền thờ quan hoàng người lập bờ chốn kinh đô qua cầu bên thủy bên bờ còn sông là bạn còn nhớ người trận thù cửa mẫu phủ dây con lồng lồng hai trình công sách quan hoàng ngay trận thù trong mười ba năm lẻ nghe nước sách văn tường ông lại trở ra về phủ tiền lâu son cũng nhiều đêm quan hoàng người ngồi dòng sông Lam để ngắm bóng trăng tròn khi xem hoa nở khi chờ trăng lên sông Lam hồng lình đẹp như tranh tạo hòa xưa kia đã lập
muốn thua núi sông còn bền vững, đất lá đàn xứ nghệ thơm xanh. Ông hoàng người đón khách, ông đưa các quý về trong đêm nghề. Lắp lắp cửa ô về tới kinh thành, nam đàn xứ nghệ còn nghe nước nước danh quan hòa mười, nghe nước danh quan hòa. Ông đã về đây cho đời đời con đi đắc lòng lòng sai công danh ông cho thành đạt, cho xa chúng nhi thuận hòa, xa chúng nhi thuận hòa. Ông còn đồ cho cháu con đi sung túc túc đi hài hòa, xa chúng như thuyền một bên. Ông cho nước xuôi xuôi một dòng, cho nước xuôi xuôi một dòng. Là họ ơi à ơi họ ơi, cả nước trời ngắm nghi chỉ có một hoàng người thông minh chính trực, hoàng mười tuyệt vời không hai, lòng thành hà lễ Phật kính sân nghi lên. Ông mười sáng gần ông giảng phù, ông chiếm tâm cho lòng thanh, chiếm tâm mà cho lòng thanh. Là họ ơi à ơi họ ơi, giang kiếm mà giang đang vất vất đi và cùng ta nhiều. Từ đây trở ông độ không kém ai ở trên đời, ông cho không kém ai ở trên đời. Mà gian đơn đau có phải chi đâu xa, đồng đạo có phải chi đâu xa. Đêm đây ông người sáng đâu khác chi cảnh nó đồng, đâu khác chi cảnh nó là họ ơi ai họ ơi. Ở trên là như biển là như trời, họ hoàng con thì xin nguyện làm tôi cho đến ngày bạc đầu, nguyện làm tôi cho đến ngày bạc đầu. Xa xôi xa xôi nhích lại cho thêm gần, ai xa xôi nhích lại cho thêm gần. Vì mơ khăn đau đi hầu phòng thì cũng như con trong một nhà, cũng như con trong một nhà. Là
chi nhảm ngóng đưa thơ đi quan hoàng đua hay đi hòa đường, bức nghi tranh đẹp như quan hòa người, bức tranh đẹp như quan hòa người. Về sao, về sao cho được mà về lời thơ chưa hẹn mà lời thề hoa chưa. Ông mới đưa vào hội Quỳnh Tiên, mới đưa vào hội Quỳnh sân đi níu ngự cô nàng xa theo hồ, bắt cô nàng xa theo hồ. Tin cô nàng má quỳ sụp theo sau, đất lề quê thổi cô tư tìm trầu rước công người sơn. Tin cô nàng lắm thì đào sân soi, còn cô nàng xấu đứng ở bên ngoài chúc rượu hầu sông. Tiên cô nàng bày ra không một đóa hoa hồng, mà còn cô nàng tám phò giá kiểu dòng giữa ông mười lên. Còn tôn
tiên cung y không ai sánh bằng. Cô bơ lời bốn năm giây đi tan tinh tình.
cô vơ cầm cho chắc tay trèo lên lê đi hò reo đi xô cho chân cô vơ xuống thuyền hoan hoan xô trèo cô bò lái ra đi xô trèo cô trèo thử hoan hoan xô hoan hát cô trèo ra về tới phủ giáp ba đi xô trèo ba về trèo hoan hoan xô qua phủ bồng đồng hoan lại hò trèo về đây đây phủ bóng hoan đi xô cho đền lộ hoan xô ở nơi đền lộ hoan lại hò đền lâm là đền sở đi xô qua đường xa từ hoan hoan xô lại lộ đền nước ông hoan đi xô hoan khoan lại hò khoan yêu mến các thanh đồng khoan đi xô lễ phật cô dâng hoa khoan xô lại trèo ra khoan đi xô về đây để thấy quê khoan đi xô qua cửa xích đàn khoan khoan xô về tới đây lại lại ra khoan xô bài ít quan đệ ta khoan khoan xô quay mũi thuyền dòng khoan khoan xô về bãi biển sầm sơn khoan xô về đây quan đầu cước thuyền sang thuyền ai xô hoan lỡ lửng bến xa hoan xô hoan thuyền cố ngư thoại hoan xô hoan đã tới bến xa hoan xô hoan thuyền đã tới bến cô ơi con xin cô gặp mai trèo bơi để cô rước mẫu vào đền khoan hò xô đo nước về bản đền lấy mũ đo lòng mà người non nỉ sống nghe ý
giận ai thời. Cô cho uống nước cầm cầm hơi khi mê khi tình nghi khi chơi khi cười bệnh mà cô làm bệnh nam tự thể riêng mà khơi ý. Gió sông thì sông chẳng đổ sao đủ sao cô giò bé bé dốc trời cao mây tầng khi xem ra mới biết sự lòng mình. Vòng trông xa, y hoài đêm.
cảnh đẹp vô biên đất xứ thanh, cảnh đẹp vô xưa nay ah.
trong gió mát quan tiên na ngồi đồng khi vui. Khi vui vô mừng trước những xe dòng thằng mình. Thank you.
Ah,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
bóng cậu về hôm nay thì tóc cậu vàng đèn ngang khi sơ đi đã nhát phục ở trong tình co chú nàng hồ có chú nàng hồ trong tim có chú nàng hồ a di đà phật cậu cô chấp chấp cậu hoàng một chú chạy đời cậu sẽ là con cậu bạn đã quyền